Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, đất nước chúng ta từ xưa tới nay sống bên nước lớn thường bị xâm lược. Chúng ta muốn giàu mạnh thì chúng ta phải có hòa bình. Cũng như cháu muốn học giỏi thì phải tập trung học trong không gian yên tĩnh. Các nước bên Tây họ thường đi bắt nạt, xâm lược các nước khác để lấy cắp tài nguyên về làm giàu cho nước họ. Lịch sử của họ phần nhiều là đi xâm lược, giết người, cướp của. Vì vậy, họ không khoe khoang tiền bạc thì chả nhẽ họ lại đi khoe chuyện nọ, đi xâm lược, ăn cướp hay sao? Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tại sao suốt ngày Việt Nam kể chuyện đánh đuổi giặc, bài viết của Đức Tin. Cháu hỏi ông ơi, tại sao ông hay kể về chuyện đánh đuổi giặc mà không phải là chuyện làm giàu? Trong khi ở những nước bên Tây, họ chỉ kể về chuyện làm giàu mà ít khi kể chuyện đánh giặc. Ông, cháu thử nghĩ xem, giặc có để cho đất nước mình yên làm ăn đâu mà có chuyện để kể. Muốn làm ăn phát triển thì đất nước phải yên bình, phải không cháu? Mà muốn yên bình trong khi giặc cứ xâm lược thì cháu phải tính sao? Cháu, thì phải đánh giặc trước ạ. Ông, đúng vậy. Giả sử cháu đang ngồi học mà bị đàn ông lao vào đốt, liệu cháu có học giỏi được không? Cháu phải làm gì? Cháu, dạ, cháu sẽ đuổi đàn ông đi để cháu được ngồi học ạ. Ông, đúng vậy. Giặc nó cũng như đàn ông. Nếu cháu không đánh đuổi chúng thì cháu sẽ không thể ngồi yên mà tập trung học được. Vì vậy, đất nước chúng ta từ xưa tới nay sống bên nước lớn, thường bị xâm lược. Chúng ta muốn giàu mạnh thì chúng ta phải có hòa bình. Cũng như cháu muốn học giỏi thì phải tập trung học trong không gian yên tĩnh. Các nước bên Tây họ thường đi bắt nạt, xâm lược các nước khác để lấy cắp tài nguyên về làm giàu cho nước họ. Lịch sử của họ phần nhiều là đi xâm lược, giết người, cướp của. Vì vậy, họ không khoe khoang tiền bạc thì chả nhẽ họ lại đi khoe chuyện họ đi xâm lược, ăn cướp hay sao? Cháu cứ nghĩ xem, nếu những người nước bên Tây đó mà cũng bị xâm lược như đất nước ta, liệu họ có thời gian để làm ăn và làm giàu không? Vì thế, thay vì họ kể chuyện xâm lược, ăn cướp, ngoài chuyện khoe giàu ra thì còn gì để khoe nữa hả cháu? Vì vậy, cháu đừng thấy nước họ giàu mà nghĩ rằng nước mình hèn kém. Bởi nếu nước ta không phải đổ sức người, sức của chống giặc, nếu nhân dân ta được yên ổn làm ăn, chắc gì chúng ta đã phải nghèo hơn họ. Cháu phải nhớ, ông thường kể chuyện đánh đuổi giặc cho cháu nghe là muốn cháu hiểu rằng để có cuộc sống yên ổn hòa bình như ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu người từ bao đời nay phải đổ máu hy sinh. Cháu hãy nhớ về công ơn đó. Cháu, vâng thưa ông, cháu đã hiểu rồi ạ.